Hôm nay với số vốn mình đang còn 50, mình sẽ vào đây chơi con game mình nghĩ rất nhiều em biết hiện nay rồi. Con game eWin, nhưng mà hiện tại em đều gặp phải trường hợp đó là các bạn tải game sai ấy. Dẫn đến trước một bản là bị bịp các bạn. Cho nên thì con game nào mình chơi thì mình đều lấy link phía dưới nha. Nhưng mà chơi chỉ chơi nha, mà cái quan trọng nhất để khi anh em chơi hên xui thắng ấy, chắc chắn nó phải may mắn. Thì và đương nhiên em phải chọn con game mà anh em chơi giỏi hơn nha. Mình thường chơi game bài tiến lên miền Nam thôi anh em. Bởi thứ nhất là nó sẽ thiên về kỹ năng hơn, nhưng mà nếu nó phát bài cho mình xui thì cũng chịu thôi. Và mỗi ngày mình chỉ ăn 1 mê đến 2 mê mình nghĩ thôi anh em ạ. Vì đánh cái này đừng có tham. Bởi vì mình làm video chủ yếu là cho anh em xem cho vui. Thứ hai là bởi vì game là đổi thưởng mà 1-1 mà anh em. Thứ hai đó là mình có thể là một lần mình kiếm được hoặc là mình mất. Và mình chắc chắn là xác định từ đầu là mình ăn non, chứ mình không bao giờ tham ăn lam ăn to rồi anh em ạ. May ra còn ăn được, chứ mình mà tham lam ăn to là anh em biết kết cục của mình thôi. Chỗ ra đạo thôi. Chơi thì ai chẳng muốn ăn to nó anh em. Nhưng mà để ăn to nó khó, quá khó luôn chứ. Bởi game thì ai chẳng muốn ăn to nó anh em. Nhưng mà 10 người thì mấy người ăn to được nó. Đó những cái điều anh em cần phải lưu ý cho mình. Chơi gì như vậy thôi, phải hiểu là chơi nó, mục đích nó tạo làm gì, anh em ơi, lợi nhuận được không? Lợi nhuận nó lấy từ đâu, lấy từ chính người chơi mà. Cho nên là game gì là nó chả có bịp anh em đúng không? Bốn người chơi luôn là căng người ta. Bài đéo thì xấu vậy trời. Đuôi hai luôn à. Chịu. Thế là thằng này có thông rồi hoặc nó về luôn rồi anh em ạ. Chứ đánh kiểu này thì không có chuyện, nó không có thông đâu. Nó về luôn à. Biết ngay mà. Đéo gì vấn đầu đã xui như vậy trời. Tám này. Hai thôi. Đánh đôi sự nó về thôi, đánh lệ đi. Năm. Đánh số đôi sự nó về. Nhưng mà nó có ắt cơ bên thì sao nhỉ? May nó không có ắt cơ. Nó còn đôi bên, mình đoán nó còn đôi bên đấy. Không có đâu. 6, 7, 8 chắc chắn nó không có đâu. Mỗi ngày ăn một mê là khó đấy chứ không phải dễ đâu anh em ơi. Ai có nữa. Nó đánh lệ lên nhá. 3, 4, 5 nữa anh em ạ. Vãi đạn kìa, đánh dọc không ai có luôn. Con át của mình là lệnh rồi anh em nè, không cần gì bàn cãi rồi, đôi bẫy đi. Ít ra là mình không thua nhiều anh em. Ít ra mình không thua nhiều anh em ạ. Đôi ca này. Đôi chín thì không ai có rồi. Mình ri liều phá ra nhiều anh em nha. Á thì chắc chắn không ai có rồi. Nó về thì chịu thôi. Nó không có một đứa, không có một đứa đánh to thì sao. Nó không có luôn này. Trời ơi, nó đột quy nữa anh em ạ. Vãi đạn thật đấy. Không sao. Chịu thôi. Tôi có 100 thôi mà anh em ơi. Bài lúc này toàn xấu nha anh em. Mà đánh vài ván là bài xấu nên ra đánh game khác đấy anh em, đừng có cố định đánh một game. Và anh em tương tự như vậy, khi ra đánh game khác mà bài con game kia xấu thì ra đánh game khác. Chứ đừng có bao giờ anh em cố định đánh một con game nha anh em ơi. Bởi khi anh em cố định đánh một game là dễ toang lắm anh em ạ. Đừng có bao giờ đánh theo kiểu cố định đánh một con game. Đôi bốn đẹp này, nó nhìn bài mình rồi. Nó nhìn bài mình cho nên nó biết mình có đôi bốn này nên nó mới đánh đôi ba thôi. Đôi chín này. Ui, không có à? 6, 7, 8 đi. Nó không có thì đẹp anh em nhỉ. Nhưng mà mình sợ quy gà nó có đấy. Sợ thôi. Mà nó có thật anh em ạ. À. Chịu ơi.
Đen vậy ta? Ui. Thôi đéo đánh game này nữa, xui quá anh em, vừa đánh xui và vừa đánh ngu ấy. Và đánh ngu thật đấy. Đánh poker này mình không khuyến anh em đánh nhiều, bởi vì đánh poker nó lên rất nhanh. Nhưng cái điều sự song song này nó xuống rất nhanh anh em ạ. Cho nên đánh poker này mình lâu lâu mình mới đánh thôi. Cái đánh poker này anh em biết rồi, lên một cái là lên nhanh lắm anh em. Nhưng mà xuống một cái nó rất thần tốc luôn ấy. Tôi biết nó không về kìa. Đây rồi. Về với chứ, nó 63 đấy anh em, là tham nha. Đánh poker này mình tham xíu nha, bởi vì poker này nó lên nhanh mà. Đấy, đang hên mà anh em, việc gì đánh poker mà đang hên mà mình tự nhiên nghĩ. Nó phí không? Phí chứ. Bởi vì có phải poker khi nào hên được như vậy đâu anh em. Đánh poker này nó lên nhanh lắm anh em ơi. Nhưng mà xuống nó cực kỳ nhanh luôn ấy. Ôi, rô đừng là không về ván nào nha. Không về ván nào là bắt đầu thua lại đấy. Đây rồi. Không lý không về ván nào đúng không? Đây nữa rồi. Tuyệt vời nha, 8 mê, thắng 3 mê rồi anh em ạ. Đấy. Tính ra lúc này giờ mình mà cố định đánh một game bài kia là biết đâu mình lại thua hết đỉnh lên. Đây. 86 này. Đó mới gọi là hên đấy anh em. Nhiều lúc như vậy chỉ cần hên như vậy thôi anh em ạ. Một ngày chỉ cần hên như vậy là ngon rồi. Không cần nhiều đâu anh em ơi, cơ đi. Đúng rồi. Ôi 4 ra 4 kìa, chịu luôn ấy. 4 ra 4 thì chịu thật anh em ạ. 4 ra 4 này đen rồi ấy. Ngay đến chuyện đen rồi mà. Đây rồi. Rồi ra đánh game tiến lên Việt Nam ván cuối này. Chơi giờ thắng thua thì mình nghĩ luôn này. Về đánh poker này mà đến một cái giai đoạn mà anh em đang đáng này lên nữa rồi, nhưng mà tự nhiên em xuống một cái là lúc đấy anh em biết cái hên mà anh em poker là không hên rồi, lúc này bốn mà ra bốn là lúc đấy mình biết là đến mất hết chuỗi hên của mình rồi. Cho nên mình ra đánh game khá là nguyên nhân vì đó đấy anh em. Anh em đừng có bao giờ cố định em game, con game này nó đang hên hay gì đó, hay là con game này đang xui, đừng có cố định em một game. Lúc này mình mà cố định em tiến lên Việt Nam, biết đâu mình lại thua hết đấy nên. Không thể nào mà lên được 8 mê này sao? Không biết được anh em. Bài xấu vậy trời. Bài xấu đấy. Không đẹp gì đâu anh em. Đuổi hai luôn thì chịu rồi. Đuổi hai ai có nữa. Bảy đi. Khó đấy anh em ơi. Bài này khó về đấy. À đây này. Nó có nó chặt đi. Ôi nó có hai nữa anh em ạ. Vãi đạn thật đấy. 3 năm à. Chịu. Hai đi thôi. Bốn này đỉnh đánh đôi tám, nhưng mà để nó đánh con cao nhất đi. Nó sao đánh con cao nhất để không cho thằng này về thôi. Đấy, thì lúc đấy mình đánh đôi như này mình sẽ có cơ hội dễ về hơn. Đúng không? Đó là cách chơi mình đấy anh em. Nhưng mà nếu nó có hơn thì chịu rồi đó. Trời ơi, nó còn đôi quy anh em ạ. Chịu. Mình đánh kiểu đó rồi mà nó vẫn còn ăn được. Thì ra nó dọc bên hết anh em ạ. Trời ơi, đen người ta. Thôi nghĩ anh em ơi, nghĩ nha. Thắng như vậy là ngon rồi anh em, nghĩ. Thôi, video làm túc nha. Thôi anh em.